tơi. Cỏ này thì nó đánh được và đánh chết ngay, mà mùa hanh này đánh lên cái thì đến trưa là nó chết. Cái cỏ mềm này nó đánh lên mấy tiếng nó nắng là nó chết ngay rồi. Không cần sâu, nhưng mà đào này đào cho mấy vòng cho nó sâu hơn một chút nữa. Tức là mình làm như này để mình cho nó tổn thương cái bộ rễ tơ hồng ở trên mặt, cho nó không hút nước và dinh dưỡng, nó đưa lên để nó ra nọc đông. Đấy gọi là đánh sới khô đất để ải đất để cho nó không ra nọc đông. Đấy, cái này mà làm quen tay rồi thì mỗi một gốc này chỉ làm mất 2 phút thôi. Chứ giờ mà đi thuê người đi cuốc thì bao tiền một ngày, ai người ta cuốc được. Thuê người cuốc thì chết. Bây giờ cuốc thì lúc sáng nó khỏe thì còn cuốc, còn nhanh đến lúc sau trưa rồi và cái cuốc không cũng đã mệt rồi. Đấy, còn cái máy này một người làm một ngày phải hàng trăm cây bưởi rồi, cứ tính 2 phút một cây thôi. Đây cháu cho quay đây, chưa đến 2 phút đã xong một cây rồi. Đây, kính chào quý vị và con, Hà Vĩ Ngon đang có mặt tại huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Đây là một trang trại trồng rất nhiều bưởi, cả bưởi da xanh và bưởi diễn. Thì hiện nay bưởi diễn vẫn còn đang đeo quả trên cây. Hôm nay là ngày 24 tháng 10 năm 2020 âm lịch. Tức là còn khoảng 20 đến 30 ngày nữa là chưa đến 30 ngày nữa là sẽ thu hoạch bưởi. Bây giờ bưởi đang lên màu vàng nhưng mà chưa chín. Chín ở trong vườn nó sẽ có mùi thơm. Còn bưởi này vẫn chưa chín. Đấy thì tầm này là trong tháng 10 âm lịch này là Hà Vĩ Ngon tư vấn nhà vườn là khoanh vỏ mịn và dán băng dính luôn. Sau đó sới gốc. Và mùa này nó hay có bệnh. Mùa này hay có bệnh xì mủ gốc cây này. Bà con lưu ý là chúng ta phun nấm và tưới nấm Diumin Anies hoặc Fisan là khỏi nhé. Cái gốc cây này, đấy, bệnh xì mủ này, chúng ta phải tưới liên tiếp khoảng 2 lần, cách nhau 3 đến 5 ngày, chậm nhất là 1 tuần để chúng ta làm cho nó sạch cái nấm này. Cái trang trại bưởi này rất là rộng nhé.